Rồi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Tí Tiền Tỷ và hôm nay chúng ta lại tiếp tục với series Sinh Tồn Thời Tiền Sử trong phần chơi ABK. Và hôm nay đó các bạn, thì cái cây cầu của mình nè, nó cũng đã có thêm được một cái cổng ở phía bên trên, nó đẹp hơn nè. Đó, cái chỗ mà mình đi ra đi vô chỗ cái con mắt ma sâu rết này các bạn. Đó, cho nó đẹp hơn ha. Còn mấy game thủy của mình á, thì mình quyết định á là mở rộng thêm cái tường thành này ra nè các bạn. Tường thành tự nhiên ha, lắp thêm một cái foundation ở phía bên trên để cho mấy cái em khỉ của mình đứng ở trên này cho gọn hơn. Còn ở phía bên dưới này thì mình để mấy con mà kiểu như chuyên nghiệp farm á, với lại em heo hồi máu này nè. Mấy con này thì mình hay sử dụng nhiều á, cho nên để dưới này cho nó tiện các bạn. Như đồ y nè ha, Angelo nè, rồi con này để farm nè, berry nè, còn cái con này thì để hồi máu, cho nên để dưới. Và ở trong những tập trước các bạn thì mình có những cái chuyến đi chậm chuyến rồng á, thì có được khá là nhiều cái chuyến rồng mà kiểu như level nó hấp hấp á, thì có nhiều bạn kêu mình đó là tận dụng cái số chuyến rồng này để đi tìm bắt cái con rắn basilisk á. Cho tập ngày hôm nay á, thì chắc là mình sẽ sử dụng nó để đem đi luôn quá anh. Đây, mình sẽ đem đi mấy cái chuyến mà kiểu như level thấp á, mình không có nuôi nó cho nên là mình sẽ đem theo. Như là cái con này thì 120 chắc là sẽ đem luôn đi ha, 120 chắc là mình không có nuôi đâu, mình sẽ đem theo 180 chắc cũng đem theo đi. Đó, còn mấy cái trứng này thì 200 nè, cỡ này thì 225, chắc là sẽ để lại đi. Mình sẽ đem theo khoảng tầm 4 trứng thôi để tìm bắt cái con rắn Basilisk, và mình sẽ đi bằng cái con rồng đi. Lần trước thì mình đi qua mình tìm cái trứng của con Magma Saurus ở bên cái khu núi lửa này nè, thì mình có vô tình thấy có hai con rắn Basilisk, một con level cao, một con level thấp, cho nên hôm nay mình quay trở lại để mình thử ra mình bắt được nó không. À quên nữa, làm nó thì phải cần có 7 nữa chứ, quên nữa. Rồi trong series Genesis thì mình có sử dụng cái bẫy đó bạn, bắt cái con rắn á Basilisk rất là hiệu quả luôn. Nhưng mà trong cái series này chắc là mình sẽ có cần làm bẫy không ha, hay là thử cái kiểu mà tem theo kiểu mạo hiểm các bạn đó, quăng trứng rồng cho nó ăn rồi chạy, quăng trứng rồng cho nó ăn thì chạy thì rất là nguy hiểm luôn á. Cho nên là thay vì làm bẫy thì mình sẽ làm cái túi ngủ đi. À, cái túi ngủ thì mình có da da thì lấy trong này lấy một ít thôi. À, chế tạo mấy cái túi ngủ, cái sleeping bag đó đây nè, trong này mình sẽ chế tạo khoảng tầm ba cái thôi. Ok, thay vì làm bẫy thì mình sẽ làm túi ngủ cho nó đỡ tốn ha. Còn vật liệu xây dựng của mình đó thì mình sẽ có ở trong này đi. Ok, lên đường luôn, bởi vì bắt cái con nó rất là nguy hiểm cho nên là đem theo túi ngủ, lỡ chẳng may mà nó cắn mình chết á thì có cái để mà hồi sinh lại khỏi mất công đi tới đi lui nó cực ha. Trên đường đi thì mình thấy có mấy cục thính thì mình sẵn mình ghé xuống mình lượm luôn cái nha. Trong này thì có cây giáo hả, dưới một cái yên của con bờ te, xem coi yên của bờ te xịn không nha. À, 100 mấy giá cũng được đấy chứ. Và ui 700, wow, cây giáo này 700 hả? Ủa, cây của mình là 3 số 6 bạn, 3 số 6. Còn cái này thì 700, ui xịn hơn nè. Wow. Nhưng mà mình vẫn thích sử dụng cái đao nhìn nó ngầu hơn nha. Đó, rồi cái combo hai cây luôn đi, rồi đi xuống phía bên dưới luôn. Trời, dưới vẫn còn nữa kìa. Nhưng mà thôi, tập trung vào chuyên môn của mình một chút nha. Rồi, dưới này hai cục nữa nè các bạn. Tính hôm nay spawn lên nhiều ghê luôn á, lút mệt nghỉ luôn. Nhưng thôi tập trung vào chuyên môn của mình, xuống dưới này cái đã. Thì cái con rắn Basilisk lần trước mình đi chậm cái chuyến rồng, thì mình trong cái hang này nè, mình chui ra. Và đây thì rồng nè, đỏ. Trong cái hang mình chui ra thì ngay ở ngoài cửa hang thôi, nhớ là đâu đó gần gần đây nè. Và qua phía này thì nó hơi nóng một chút ha. Mình sẽ mặc cái bộ đồ cỏ lên cái cho đỡ nóng. Đó, cái nón thì nó phù thủy này luôn. Rồi, xuống phía bên dưới này mình sẽ lướt qua bên cái cục này thử coi nó có gì xịn không. À, lại có những cái yên cùi thôi, nó không cần thiết cho nên là thôi bỏ qua luôn. Hôm bữa thì trong cái hang này nè, mình nhớ là mình chui ra phía bên ngoài từ cái hang rồng, sau đó thì mình thấy có mấy cái râu của con rắn Basilisk nó dưới đất á, nó động thổ dưới đất, cái nó chỉ cái râu lên mà không nhớ chính xác là chỗ nào nữa, để mình đi vòng vòng mình kiểm tra kỹ kỹ một chút coi. À, đây 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 đây, nó đây nè, nó đây nè. Đây rồi, 170. Ủa phải không? Ồ, 170 nè các bạn. 170, lần trước mình nhớ là 180, à 190 rồi ta. Hay là lộn con rồi. Xem mới còn con nào ở đây nữa không ha. Chắc là mình nhớ lộn hay sao á. Đây đây, để mình xuống với nha. Bây giờ thì để con này ở đây một cái. Mình sẽ đi vào phía bên trong. Ở phía bên kia, à dạ, phía bên kia nguy hiểm quá. Phải phải phải, để mình lê mấy con ở phía bên đây trước nha, như mấy con cano đồ các kiểu phía bên đây nè. Bên đây có Honey Dragon nữa nè, Honey này cũng level cao rồi á. Nhưng mà thôi, trong cái CD lần này thì mình sẽ không sử dụng tới Honey đâu, mình sẽ tử nó hết.
Rồi mình sẽ tìm cách để đi vô phía bên trong đó mới được chứ. Trong đó bây giờ nó có, hiện tại là có hai con ở trong nè. Tôi được bay bay cao cao lên nha. Đó, ở trong đó thì nó có hai con. Hai con nằm chung luôn chứ. Một con thì 170 nè. Còn con ở phía bên kia. Ui, gì vậy? Nó bắn mình á. À, con mắt ma sao rết ở phía bên kia nó bắn qua cũng nguy hiểm quá. Một con thì 50, còn một con thì 170. Nhưng mà có mấy con mắt ma sao rết ở đây nữa nó làm nguy hiểm quá. Nó sẽ quấy rối mình trong lúc mà mình tem mấy con rắn á. Cho nên là chắc là mình sẽ qua phía bên đó mình sử dụng con rồng này mình lia nó bớt cái đã. Đây, qua phía bên đây luôn á. Con này thì lên cấp nữa hả? Cho nó lên thêm à, chút đam nữa đi. Đó. Rồi, xuống phía dưới này luôn để lia mấy con rắn này cái. Ôi có trứng con gì á? Rồi một phát một. Còn nó lên mà có 30 à. Phải không? Một phát một chết rồi kìa. Mất tiêu luôn à. Trứng này trứng có con gì nè? À trứng con Tero thôi. Trứng này chỉ đem về để làm cái chip bộ thôi chứ cũng không có up được. Chích cho nó một cái nha. Chích điện phát em nó đi luôn. Và con này thì 90 hả? Trắng luôn. Ok chưa? Con rắn đó thì bây giờ làm sao nha? Mình phải dụ nó ra phía bên ngoài rồi mình dục cái trứng ở ngoài đó bạn. Cái này lừa cho nó ăn nha. Để tem được nó. Thì mình sẽ đẩy con rồng của mình ở phía bên đây đây. Đó, mọi thứ cũng đã được clear xong rồi. Cho nên là bây giờ quay trở lại. Mình sẽ để cái trứng bây giờ có hai con mới căng đó chứ. Chắc là sẽ phải bắn bớ bỏ bớ một con đi ha. Đây mình có cây súng nè. Mình sẽ canh mình bắn bỏ bớ một con đi. Nó nằm dưới đất thì không biết bắn được nha. Con này lại con 50 nè. Nó nằm dưới đất thì bắn không được đâu. Bây giờ mình cần phải ví dụ như để trứng rộng đây nha. Để một cái đây đi. Mình sẽ cho cái trứng level 40 đây đi. Đó. Để trứng đây. Rồi chạy vào phía bên trong mình dụ nó ra phía bên ngoài cái. Sao nó trồi lên nhá. Ủa sao nó không trồi lên ta? Hay là do mình mặc cái bộ đồ này nó không nhìn thấy, để mình cởi thử coi. Cởi đầu ra nha. Cộng thêm chút tốc độ cho. Để chạy cho nhanh. Thì không biết là nó trồi lên. Ủa sao nó không trồi lên nha. Ở đánh nó cũng không được luôn. Ủa sao mấy con này nó bị sao rồi? Ủa nó không trồi lên thì đâu có cho nó ăn được. Nếu mà mình đem cái trứng rồng là sát kế bên nó thử là được không? À nó không có hề hấn hết à. Nó chuyển sang màu đỏ nè nhưng mà nó không có trồi lên trên mặt đất ha. Đây đó mình giục ra thử ra. Cũng không được luôn. Nhưng mà quên nữa khoan. Nãy giờ mình quên cái. Quên cái công đoạn chính nè. Là phải đặt cái túi ngủ xuống chứ không là nó cắn cái đi luôn. Là xong luôn á. Đây để túi ngủ ngoài này nha. Để lỡ bị cắn thì còn hồi sinh lại nữa chứ. Nhưng mà nó không chịu trồi lên. Con này nó bị sao rồi? Trứng rộng đây nè. Để mà mình thử đem con rồng là thử đó nha. Thử xem coi nó có chịu trồi lên không nha. Cắn nó thử coi. Con rồng này cắn nó chắc chết luôn quá. Đây để mình quay trở lại thử coi. Bây giờ cái vấn đề là nó không có chịu trồi lên cho nên không có cho nó ăn được. Hãy con rồng thử coi. À, cũng không được luôn á. Kỹ ta. Cắn cũng không được luôn mà sử dụng điện chích xuống phía bên dưới thì cũng không được luôn. Cái con kia nó nhào vô nè, cắn nó chết luôn. Vậy là không được rồi, con này nó bị làm sao rồi. Không ổn lắm. Thôi chắc phải đi tìm cái chỗ khác quá. Bên kia có trứng của con Tero hả? Tero thì thôi, bỏ lại cho nó đi. Tero thì mình cũng không xài đâu. Cho nên lên phía bên trên. Vậy là con nó bị lỗi lỗi làm sao rồi, nó không chịu chui lên phía bên trên. Cho nên phải đi tìm thêm cái chỗ khác đi. Xem nó con nào gần gần đây nữa không ha. Vòng vòng mới có không. À bên đây. Ui mới bị lăn cái. Nó mới bị lăn cái bên đây có con này. Ui bên đây thì 260 nè các bạn. À có thêm nữa ha. Để mình đi vòng vòng có con nào lên bậc cao hơn nữa không. Vậy là còn rắn nhiều lắm. Giờ nó sẽ đi vòng vòng và nhìn kỹ kỹ nha. Mấy con đó thì nó độn thổ dưới đất á. Cho nên cũng hơi khó nhìn chút. Bên đây có. À bên đây là con tem đâu thôi. 260. 260 chắc là mình bắt luôn con đó quá. Để đi vòng vòng đây coi có con nào nữa không. Phía bên trong này nó hay núp núp. Kiểu nó động thổ dưới á. Rất là khó nhìn. Trong này có thêm con nữa phải không. À có thêm con đó nè. Nhưng mà có 30 à. Con phía ngoài này là con 260 nữa bạn. 260 chắc là bắt luôn con này quá. Nhưng mà vấn đề là không biết nó có trồi lên hay không nha.
Nó thì đâu mất tiêu rồi ta? Mới vừa thấy ở phía bên kia kìa, xuống ở phía bên kia thôi. À, bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị sẵn cái chiến rồng nha. Không biết là có chồi lên hay không nhưng mà mình phải chuẩn bị sẵn cái đã. Ví dụ như mình để mấy con đệ của mình đây cho nó an toàn cái. Mình sẽ lên phía bên trên. Con này thì không tấn công gì hết. Mình thì mặc lại bộ giáp. Bộ giáp kia thì nó nóng quá cho nên là thôi. À, bắt đầu đỏ lên kìa. Thử xem có chồi lên không nha. Mình sẽ dụ cái trứng ở đây đi. Rồi. Đó. Dụ dụ cho nó lại nó ăn ha. Rồi. Đó, đó. Nó như vậy chứ, phải như vậy chứ. Đó, 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 đó. Mới là gần thôi là nó trồi lên liền các bạn. Con kia nó bị gì sao ha. Và đó nó phun độc mình kìa. Ghê lắm. Đó, đó, đó. Dụ dụ nó lại đây ha. Rồi, con đó thì. Con này cần có ba cái trứng hả? Ui, nó ăn được không? Ui, chạy, 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 chạy. Ô, nó tới rồi, nó tới rồi, nó tới rồi, chạy. Phải, chà, chà. Hên quá. Nó ăn rồi mà không biết tem được chưa? Ủa? Tem mình chưa thấy hoạt động ha. Mà nó chạy tuốt ở trên này luôn rồi kìa. À, xuống dưới nó cắn con tem kìa. Tem minh của nó thì chưa thấy nó tăng lên nha. Nhưng mà cái trứng thì nó ăn rồi. Ủa chưa hả? À, nó chưa ăn trứng các bạn ơi. Bây giờ nó quay trở lại nè. Để xem thôi coi nó có ăn không nha. Ủa nó ăn rồi kìa. Wow, nó ăn một phát lên được 55% hả? À, nó ghi là ba cái trứng nhưng mà ăn một phát lên 55% luôn. Rồi, trứng rồng chắc là trứng xịn đó bạn, cho nên là ăn lên rất là nhanh luôn á. Rồi rồi ngon. À, với cái cánh của con này thì có thể dễ dàng mình có thể bay ở trên mà nhìn nó được nè. À, ngon ngon, vậy là không có cần cái bẫy luôn các bạn. Chỉ cần dụ dụ cho nó ăn thôi là được. Mà nó độn thổ dưới đất rồi. Nó độn thổ dưới đất vậy thì không biết có bị gì không ta. Bây giờ mình cần phải dục thêm một cái trứng nữa cho nó ăn nó được. À, dục dục thêm cái nữa ăn. Trứng là vào 40 40 thôi. Đó, sử dụng mấy cái trứng cùi cùi thôi. Vậy là mình có thể mặc giáp cho được rồi. Cái con kia nó bị sao á, tháo giáp ra luôn mà nó vẫn không nhìn thấy mình, nó nằm im ở dưới đất à. Rồi, kìa chưa. Đó, phải là gần hết nó vậy chứ. Ok. À, nó lại động thổ rồi ha. Mình đi xa quá thì nó sẽ động thổ thôi. Ui, nó, mỗi lần nó động thổ thì nó sẽ tụt phần trăm xuống nè. À, vậy là phải giữ nó ở trên này. Nó động thổ xuống nó tụt level xuống hay sao á. Là phải giữ nó liên tục ở trên này ha. Giữ nó trên này thì rất là nguy hiểm luôn á. Và nó chưa đói nữa. Vậy phải dẫn nó đi vòng vòng đây rồi. Kiểu như dụ dụ nó đi vòng vòng á. Ôi, nó bò nhanh lắm luôn á. Nhìn nó hơi gớm à. Nó có màu tím tím. Rồi dẫn nó vòng trở lại với lại cái chỗ trứng này nha. Đó. Xem nó ăn không. Nó vẫn không ăn. Cứ dẫn nó vòng vòng thôi là được. Lên trên này một cái. Lâu lâu thì quay trở lại với để nó chui xuống đất nha. Nó không thấy mình là nó chui xuống đất á. Và dòng nè. Đó, lách lách cái kiểu. Với tốc độ chạy của mình thì nó gần như bắn không có trúng mang với cái chiêu phun độc của nó. Nhưng mà sợ nó cắn thường á. Con này có chiêu cắn thường ghê lắm. Và né ra một cái. Đó đó, nó bò tới trong này luôn. Ô, chạy 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 chạy. Ăn vòng cái, ăn vòng cái. Chạy vòng vòng á. Hình như con này nó chưa đói hay sao á. Cho nên là nó thấy cái chiến rồng nó không chịu ăn. Đó, nó bò ngang qua luôn nè. Phải chờ cho nó đói ha. Nó ăn tiếp được. Con này thì tuột xuống ha. Còn có 92% thôi à. Hồi nãy nó độn hổ hành lần á. Cho nên bị tuột xuống. Vậy là với cách này thì nó hơi khó khăn hơn chút. Mình cần phải chạy vòng vòng và giữ nó. Đừng để cho nó chui xuống đất nha. Đó, né một cái. Chúng cái cục đó chắc là đi ngủ luôn á. Là chết. Chắc chứ nó. Xem có nó ăn không. À, nó vẫn chưa ăn ha. Cho nó vô ngay cái chiến rồng luôn mà vẫn chưa được. Xem con này theo kiểu mà đặt bẫy thì quá đơn giản rồi. Còn cách thì hơi hồi hộp một chút. Đó 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 đó. Đó, hồi hộp vậy mới vui chứ. Đó, vòng qua phía bên đây một cái. Lủi lủi vô trong mấy cây này các bạn. Đó, để có được cái khả năng che chắn tốt hơn. Và nó lên phía bên trên rồi. Vòng trở lại liền. Đi xuống phía bên dưới nha. Mình sẽ dẫn nó đi ngang qua cái trứng rồng này nè. Với hy vọng là nó sẽ ăn cái trứng rồng của mình. Lát xuống một cái, né ra một cái. Đó, chỗ này nè, ăn nè. Mình sẽ giữ nó ngay trong cái chính giữa cái trứng đi ha. Ở đây nó có ăn không? Đây, để quay trở lại nè. Nó bắt đầu ăn rồi, bắt đầu ăn rồi. Thấy nó rống lên bạn, nó đưa cái đầu lên là chuẩn bị. Nó đói rồi đó, nó đói rồi đó. Liếm liếm kìa. Ăn nè, ăn nè. Đây rồi, ha, chỉ cần hai cái trứng thôi ha. Vậy là trên cái ống dèm nó ghi của mình là cần tới tận ba cái trứng lận. Chắc là ba trứng bình thường á.
trứng của dino là khủng long mà, dinosaurus là cái trứng của khủng long ha. Còn trứng mình cho nó ăn là trứng rồng thì nó xịn hơn. À con này đó, nhưng bây giờ cưỡi nó thì cần phải có cái yên cưỡi nữa chứ. 18.000 máu hả? Hoài sáu máu của nó thì lên được chỉ số gốc là 61 này các bạn, còn chỉ số đam của nó thì được 51 luôn ha. Trình chiến ghê chưa? Ha, ngon ngon ngon, nhìn đẹp quá. Nó có màu kiểu như hồng hồng tím tím, phía bên dưới nó tím tím nè, trên thì hồng hồng nhìn đẹp quá. Bây giờ thì mình sẽ cho nó hút vô trong quả cầu á, chứ bây giờ chưa có yên cưỡi, phải về chế tạo cho nó cái yên cưỡi nữa thì mới có thể sử dụng được nó các bạn. Sử dụng nó đi thử sức mạnh của nó luôn á. Rồi ngon lành luôn. Đấy này khoan, mình sẽ đi vòng vòng để thử xem coi có con nào nữa không ha. Xem coi, sẵn ở đây mình còn còn hai cái nè, xem mới còn con nào nữa không. Ở ngoài này nãy mình lượn lượn phía bên ngoài này mình thấy hình như không có, bên ngoài này không có, chỉ có mấy con tem rô thôi à. Nè có con, ui mất ma này bạn, 290 luôn á. Phía bên ngoài này, ở phía bên kia thì có một cục phấn đang rớt. Phía bên đây hình như là mình chưa qua bao giờ nè. Bên đó thì nhìn như là nó kiểu như thảo nguyên và có núi đá các kiểu bên đó, nhưng mà chắc sẽ tập trung ở phía bên đây một chút đi. Đây có con mấy con bạo chúa thôi ha, đi sâu sâu trong này thử có không. Ừ, chắc là không có rồi. Con chắc được các bạn. Đây mình sẵn thì mình sẽ khám phá ở phía bên đây luôn ha. Dưới này thì cũng có cá sấu, sa cơ cái kiểu nè. Phía bên đây là cái khu vực mà mình chưa qua nè, cho nên là qua phía bên đây để coi coi có gì đặc biệt ở phía bên này không nha. Sẵn một chuyến đi thì mình sẽ khám phá luôn phía bên đây đi, rồi mình đi về luôn. Đi về để mình chế tạo cho cái con rắn của mình cái yên cưỡi, mình cưỡi nó luôn. Dưới đây thì cũng không có đặc biệt lắm, chỉ có mấy con khủng long ăn cỏ hiền hiền thôi à. Bây giờ thì buổi tối cho gamma lên chút cho sáng sáng cái nha. Mình sẽ kiểm tra thử xem coi ở đây có hang động gì không. Hình như có cái, không phải, cái này cái đường luồn ấy ha, chứ không phải cái hang. Cái này chỉ vậy thôi. Đây qua phía này để khám phá cái núi luôn ha. Con phấn này thì xem coi nó rớt gì đây. À một cái yên cưỡi, yên cưỡi của con chim khủng bố mà. Dưới này thì cũng có thác nước rồi này ha. Thác nước này không biết có hang động không, hình như có hang động dưới á. Đâu mình xuống mình kiểm tra thử coi nha, lát nữa sẽ về tính sao với con rắn đi. Rồi về vô trong này thử coi. À trong này không có gì hết à, chỉ là một cái con đường bình thường thôi. Phía bên ngoài kia thì có một cái mỏm đá nữa ha. Còn ngoài này thì toàn là mấy con bờ te ngoài biển rồi. Ui à có con này là cá voi bạn, con cá voi khổng lồ ha. Con đó thì không có tem được, chỉ để lấy mấy phần thịt cá của nó thôi à. Bên đây cũng không có gì, toàn là mấy con chim bêu. Ui ủa có con gì dám bạn, ui hai con luôn hả. À con phía bên kia 60, còn con này thì con 90 ha. À vậy là phía bên đây là cái khu vực có thể spawn ra được mấy con Gigant nè. Hồi bữa giờ mình tìm nhà của mình mà không thấy ha. Ở nhà của mình thì có một cái địa điểm gần những cái chỗ lâu đài băng tuyết của mình á, thì cũng có cái địa điểm để spawn ra nhưng mà nó không có spawn ra. Bên đây thì có nè, có một con level 90, con kia level 60. Rồi, được chắc mình sẽ để dành đấy các bạn, để dành để mình xem nó luôn. Ui ba con luôn hả, ôi con kia thì level 290 luôn nè. Trời ơi xịn vậy, hẹn nào sẽ đánh bớt một con, chắc là đánh hạ bớt một con đi ha. Mình tính để dành lại chứ để mình tem thì con này thì sao toàn là mấy con đực không vậy. Chắc là sẽ xử bớt một con đi, thử con rồng của mình thử nha. Đây phun điện cho nó một cái nha. À phun điện cho nó hấm lắm các bạn, con này thì phun điện hấm lắm, vô đam lắm nha. Mình sẽ dụ dụ nó ra phía bên ngoài đi, chứ để cái con kia nó xuống nó cắn mình một lần, nó cắn hai ba con cùng lúc là chịu không nổi đâu. Cho nên đây cắn, ôi cắn một phát 3.000 mấy đam nè, rất là vô đam nữa. Nhưng mà chi chích điện mình thấy nó vô đam còn hơn nữa ha, chích một phát nổi một nùi luôn nè, ống máu của nó tuột xuống kìa, khủng khiếp chưa. Nhưng mà nó cắn cái con đệ của mình thì chảy máu dữ lắm, cũng đau lắm nè. Có tuột xuống kìa, ai chà nửa cây luôn chứ bộ. Và cuối cùng thì em nó cũng đi, và cái quan trọng nhất là mình cần tìm đó các bạn, là cái này nè, đây trong này nè. Đây rồi trái tim nè các bạn, trái tim là một trong những vật phẩm sau này mình cần để triệu hồi ra con boss du khỉ cấp độ alpha đó. Còn trên này còn hai con nữa hả, trời 138.000 turbo, 138.000 turbo chắc phải chế tạo khoảng tầm 180 viên các bạn. Đó đem phía này bắn cho chắc ăn ha. Bởi vì tính cả bắn hụt với lại cái con Gigant thì nó cũng tuột level nhanh lắm. Chế tạo thêm một mớ đạn nhũ nó đem qua phía bên đây để bắn nó. Đạn nhũ của mình thì còn bao nhiêu viên vậy? Còn 18 viên hả bạn?
Hay là sau này mình sẽ sử dụng con rắn? Chắc là sử dụng con rắn đi ha. Một đó là sử dụng thân rắn, hai là sử dụng cái con bọ ngựa của mình đó bạn. Cầm cái dùi cui xịn lên để đập nó. Nếu không được nữa thì sử dụng tới súng, vừa bay vừa bắn nha. Mấy con Sino trên lưng của mình á, thì mình có thể bay lên trên mình bắn xuống tỉa tỉa xuống từ từ cũng được. Thôi, còn bây giờ thì mình sẽ về đi ạ. Con Gigan thì tính sao đi ha. Mình sẽ về để mình chế tạo cái yên của con rắn Basilisk thì quên nữa. Basilisk để mình coi cái nha. Basilisk thì công thức của nó trong đây nè. À, công thức của nó cần có một cái ngọc màu xanh nữa ha. Ngân xanh lá nè. À, ngọc xanh lá thì chắc là phải làm một chuyến đi tìm ngọc rồi chứ bây giờ chế tạo không được. Ngọc thì lần trước mình có đi khám phá ở cái khu bên đây nữa bạn. Có một cái thác nước vô trong cái hang động á. Mình thấy ở trong đó nó có ngọc nhưng mình chưa có lấy về. Chắc là làm chuyến đi về cái đó. Mình sẽ đem theo con khỉ vô trong đó để mình lấy luôn phần ngọc luôn á. Lần trước thì mình có vô trong cái hang động ở phía bên dưới cái thác nước bên chỗ cái khu tuyết này nè. Mình thấy ở trong đó có mấy cái chỗ để farm mấy cái ngọc xanh, ngọc đỏ rồi các kiểu á, nhưng mà mình không có lấy. Lúc đó thì chưa có cần cho nên là chưa có lấy đem về. Bây giờ thì phát hiện là cái yên cửi cần có cái ngọc đó cho nên là phải quay trở lại để tìm thôi. Con này mình sẽ để nó phía bên ngoài đi ha, vô trong đó cũng được á, nhưng mà thôi để phía bên ngoài đi cho nó an toàn. Rồi cho cái em khỉ của mình ra luôn. Rồi đi vô trong này luôn ha. Em này thì đeo cái giáp lên chứ, đội cái nón này lên cho nó cứng cáp một chút. Rồi. Cái hang này thì đẹp mộng mơ luôn các bạn. Lần trước thì vô trong này để mình lấy cái anti-fat nè, lấy được một cái ở trong này. Trong này thì có mấy chỗ xanh xanh này nè. Chỗ này thì lần trước mình đào được cái obsidian từ mấy cục crystal ha. Nhìn mấy cục crystal vậy thôi chứ đào là toàn là mấy cái obsidian thôi. Và trong này thì hôm trước mình lia hết rồi, hôm nay thì nó spawn lại rồi nè. Nhảy một cái đập một cái cho nó chết cho nhanh. Và dưới này thì ui có đồ nữa nè. Mình tính đi xuống dưới cái thác nước á chứ. Chỗ này thì lần trước vô trong này rồi cho nên thuộc đường hết luôn rồi. Nhưng mà có thêm cái cục này nữa ha. Có yên gì đây? Công thức chế tạo của con bờ te hả? À, thêm một cái móc nữa nè. Móc đó thì cũng không cần lắm. Và dưới này thì có cái thác nước. Mình sẽ nhảy xuống phía bên dưới luôn cho nhanh. Đây, đường tắt, đi xuống phía bên dưới này luôn ha. Dưới này thì đập bột bột phát một phát mà nó đứng một nồi luôn, đập phát đi hết. Và chỗ này thì hay có mấy cái crystal lắm nè, mấy cái ngọc lắm nè, cho nên là nhìn kỹ kỹ cháu ha. Đó, bữa mình thấy mình nhớ đâu đó ở dưới chỗ mấy cái hang động kiểu gì đẹp đẹp giống cái hang động thần tiên trong này nè. Ở mấy con này sao nó đơ đơ hết ha, đập cho nó một cái kìa, nó đơ đơ hết nè. Ây da, ây da, gấp tôi gấp tôi, ui gấp tôi, nó đập mình rớt xuống khỏi yên rớt khỏi yên thủy luôn. Hên quá, may là mắng cái con kia nó không có tấn công mình á. Chạy kịp à, xử con này luôn cái này. Có mấy con chó nữa nè. À đây đây bạn, ồ chỗ mình luôn nè. Đây 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 có mấy cục nè, hôm bữa mình thấy đây nè ha. Đó nhưng mà chưa có đào. Và cái nón của con khỉ của mình nó ra đi nhanh dữ hả. Rồi cái nón bị hư rồi nè. Và đây rồi, khu vực này thì cũng đã được an toàn rồi cho nên mình sẽ xuống phía dưới để mình đào ha. Mình sẽ cần lấy cái cây cúp của mình thôi để mình đào chứ. Là cái này blue quá. À cái này màu xanh đây bạn đó. Còn phía đây thì màu tím tím, này là cái màu đỏ nè. Đó, tao ít đem về luôn. Tại nặng quá đem về không nổi thôi. Nhiều lắm. Trong này có nữa nè. Nhìn thấy màu xanh xanh gì ha, nhưng mà đào ra xanh lá nè, ảo diệu lắm. Còn đây thì màu tím tím thì đào ra màu đỏ. Cũng được đi ha. Còn này màu xanh lá đúng là đào ra blue chứ. Tại sao đào ra xanh lá không hiểu. Rồi lên trên con này. À, hơi nặng rồi hả. Mình sẽ dục bớt đá ra phía bên ngoài đi. Rồi còn cái crystal để hiện nhà của mình chắc cũng nhiều rồi ha, cho nên bỏ là bớt đi. Rồi mấy trứng nãy quên cắt ở nhà nữa chứ. Rồi con này thì không có lên qua gì nó đâu. Mình sẽ lên cho nó thêm máu hoặc là sức mạnh thôi. Mạnh đi, để ưu tiên làm chiến binh luôn ha. Sẵn ở đây đi vòng vòng xem có còn cái chỗ nào để farm nữa không. Đường này thì vẫn còn đi xuống phía bên dưới nữa nè. Hang động thần tiên ở phía bên dưới này chỉ có mấy con dơi thôi ha. Chỗ này là chỗ lấy cái ăn, cái ăn phi phát nè. Hôm nay không biết có spawn nó chưa á. Để mình lên phía bên trên nữa nè. Lên phía bên trên. Ôi, chỗ này thì có cái chỗ xanh lá luôn nè các bạn. Chỗ này phải đào ra xanh lá là hợp lý luôn nè. Đây đúng không? Lấy cuốc ra thử coi. Đúng rồi nè. Dưới kia thì màu xanh giống kiểu blue ha, nhưng mà đào ra thành màu xanh lá. Còn cái này thì xanh lá đúng nè. Đó phải như vậy chứ. Trên kia nó bị lỗi màu hay sao á. Còn cái anti-fat hụa. Chỗ này không phải ha. Chỗ này là một chỗ khác nữa. Vậy là anti-fat đâu đó phía bên đây. Ui lại tiếp tục có thêm một cái cục nữa nè. Chỗ này chỉ có crystal thôi. Chỗ này cũng an toàn cho nên là xuống mình lụm cái. Trời cái ná. Shotgun nè, shotgun 2 viên nè.
700 mấy % đam cũng khiếp dữ rồi, đem về luôn. Để sau này cần thì mình sẽ sử dụng. À đây 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 các bạn, đây rồi, cái anti phát ở phía bên kia ha. Và ở dưới thì rất là nguy hiểm luôn, để con này không tấn công gì hết, mình sẽ qua mình lượm cái anti phát thôi. Đây, nãy giờ đi loanh quanh trong này thì có thêm một cái nữa, vậy là mình có tất cả hai cái cùng một loại luôn rồi đó. Dưới đó hình như là cũng có ngọc nữa thì phải. À không phải, lá cây thôi ha. Và phía bên dưới thì nguy hiểm lắm thôi, cho nên là dòng lên phía bên trên luôn nha. Bây giờ thì mình sẽ vô trong để mình chế tạo luôn nha. Sau khi mà có đầy đủ hết nguyên liệu rồi các bạn, đã bỏ ngọc vào trong này nữa thôi là mình sẽ đủ để chế tạo được. Đây rồi, đó cái yên luôn ha. Trong lúc chờ đợi cho chế tạo thì mình sẽ cất bớt cái phần trứng rồng vô cái đã. Quá wow, trời, đồ trên người của mình nó nặng quá. Với lại ngọc thì mình sẽ cất vào trong cái bàn này luôn đi ha, để cho nó đỡ nặng người, ngon lành luôn. Mình sẽ đi luyện cấp cho nó các bạn, luyện cấp cho nó để sau này còn đi chiến nữa thì để luyện cấp cho nó thì chắc là chuỗi con rồng này đi ha. Thì xuống phía bên dưới luôn, dưới này là cái chỗ luyện cấp rất là lý tưởng luôn nè, nó hay spawn cho mấy con nha, khủng long cổ dài dưới này lắm, nhưng mà hôm nay thật ít quá tài. Lần trước thì đem xuống dưới này mình luyện cho cái con mắt ma các bạn, mắt ma sâu rớt thì bây giờ còn ít quá. Đây phía này vẫn còn nè, này sẽ có cái con khỉ vào cái quăng cái con rắn ra luôn. Đây rắn chiến này, rắn chiến này đó. Trong cái series Genesis Pack 1 hình như mình bắt được cái con màu xanh xanh nhìn giống cái con độc á ha. Còn con này là cái con màu tím tím. Đây rồi. Bò vào trắng nó luôn. Ồ, trắng mặc định được 400 mấy đam các bạn. Con này chắc là sẽ cho nó lên đam với lên máu đi ha. Và nó cắn thì lên turbo kìa. Đó, cho nó cắn lên đam, đam trước đi. Hai dòng vô phần đam nha. Chắc là sau này mình sẽ sử dụng cái con này đó bạn, để mình đi bắt thử cái con Gigan luôn quá. Trong những series trước thì mình có sử dụng thử cái con bọ ngựa rồi ha. Bọ ngựa đi đi bắt Gigan rồi, cho nên là lần này chắc là sẽ sử dụng con này để đi bắt thử con Gigan luôn. Con này thì phun độc ha, phun độc nè. Ồ, phun độc một phát lên được 1000 mấy đam cho một hit kìa, ghê không. Cắn bình thường thì không mạnh lắm ha, nhưng mà phun độc thì rất là mạnh luôn á. Phun thêm cái nữa nè, đó. Nó cắn thì cũng lên turbo á, nhưng mà lên turbo hơi chậm, chậm hơn so với con bọ ngựa. Con này được cái là máu của nó mặc định thì sẵn có nhiều thôi so với con bọ ngựa thì máu nó hơi ít một chút, nhưng mà mình thấy con bọ ngựa là đập nhanh lên turbo hơn, bởi vì nó có cái chai các bạn, cây chai gỗ xịn á. Còn cái con này thì chỉ cắn bình thường thôi, để mình thử cái chiêu phun động có tăng turbo không nha. Đây thử coi, đó có tăng không. À, cái chiêu phun động thì nó lại không tăng turbo á, lạ vậy đó. Chỉ có chiêu cắn thường nè, cắn thường cái ra, cắn trúng không vậy, sao cắn không thấy tăng turbo ta. Đây cắn đi, kỹ kỹ chút nha, đó tăng turbo nè các bạn. Đó, cắn trúng nó thì nó tăng turbo á, tăng lên một phát cắn thì được một ngàn mấy turbo à. Ồ, vẫn đang tăng lên từ từ kìa, 2001 cắn thêm một cái nữa nè, đó bắt đầu tăng lên từ từ, 2001 chắc là lên 4000 nha, 4000 mấy đó, để coi coi, 4000 nè, 4002 nè. Phải cắn từ từ rồi ha, chứ không có cắn dồn được. Cắn dồn thì kiểu như nó sẽ bị mất máu nhanh quá và nó chết, cho nên phải cắn từ từ rồi. Cắn từ từ cũng hơi căng đó chứ, nếu mà cắn từ từ với con Gigan là nó sẽ giả lại chắc chết. Cũng hơi nguy hiểm ha. Vậy lại con này mình còn phải luyện cấp cho nó nhiều nhiều chút, tăng nhiều nhiều sức mạnh để một sát đánh thì sẽ được nhiều hơn. Để mình nâng sức mạnh cho nó hưởng cái. Hồi nãy là đánh lên được một được 2001 đúng không? Bây giờ thì đánh một phát nữa ra, lên được bao nhiêu nha. Cắn một cái lên được 900 mấy đam. Và lên được không kịp đó chứ. Đó lên 2000 mấy rồi nè, 3000 không, 3000 luôn. À, 3000 turbo các bạn. Đó, bây giờ thì cắn một phát lên 3000 turbo á. Còn con này thì tử nó luôn. Đó, chắc là phải từ từ lên máu cho nó thêm. Đó, lên máu để có thể duy trì sự sống, tăng nó lâu lâu hơn chút. Rồi cần phải cắn cái con Gigan nữa chứ. Bò bò dưới này coi. Đài, dưới này thì có mấy con khủng long cổ dài nè, luyện cấp cũng nhanh. Cắn thử một cái coi bây giờ là bao nhiêu đam. À, cũng 900 mấy thôi à, mình chưa có nâng đam cho nó. Chắc chắn là cũng sẽ lên khoảng tầm 3000 thôi là cùng. Mà con này thì mới tăng máu cho nó, cho nên nó hơi yếu yếu một chút. Đúng 3000 luôn ha, hay ha. Được, để dành luôn. Vậy là sắp tới mình chỉ cần nâng đam với con máu cho nó thôi. Với cái tốc độ di chuyển của nó thì mình thấy cũng ổn rồi nè. Đây, bò thử nha. Đó, với tốc độ bò này của nó thì cũng rất là nhanh. Ui, có con alpha luôn hả? Ai chà chà, alpha 200 cũng hơi căng á. Con rắn này của mình thì kiểu như đang bị yếu máu nữa,
cho nên là hơi ngại với con alpha này, cho nên có thể là mình sẽ phải sử dụng con rồng để mình kéo ống máu nó xuống. Đâu con rồng nãy mình nhớ là mình để nó đâu đó gần gần đây 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 đây, thích phá cho con rồng nó follow mình ha. Rồi mình sẽ quay trở lại với con cano alpha phía bên kia, 260 luôn, máu của nó hình như là 50 mấy ngàn đó các bạn, máu 50 mấy ngàn, chắc là sử dụng cái con điện xịt điện cho nó vài phát thôi là yếu liền à. Quay trở lại nha, nãy là nó đây đây phía bên đây nè, nó phía bên đây thì để con rắn đây một cái đậu xuống nè, đúng rồi phải như vậy chứ. Mình sẽ quay trở lại để mình xích nó về phát ha. À, dụ nó về phát á, xích cho nó phát nè, đó kéo ống máu xuống liền, cắn thêm vài phát này, cắn thường đi chứ để mình sợ mình cắn đánh nó chết luôn á. Rồi được rồi, 8.000 máu chắc là được rồi đó. Mình sẽ cho con rồng của mình lên phía bên trên, rồi nó mất dấu rồi, mình sẽ xuống phía bên dưới để mình sử dụng con rắn của mình để mình last hit, cắn phát bắn cắn cuối cùng nha. Mấy con này thì không tấn công gì hết nữa hết. Rồi vô luôn, đây rồi phun cho nó cục độc từ xa đúng không, đó phải như vậy chứ. À nó không có cắn mình các bạn, à đứng ngoài phun được, trời ơi 53.000 máu, phun phải tầm 53 phát thôi là chết rồi, nãy đứng ngoài phun gì là đẹp rồi ha. Ngon lành luôn. Rồi vô trong để mình cắn đó. Ngon luôn. Và lên được bao nhiêu cấp đây, kiểm tra thử xem coi. Ngoài 19 cấp các bạn, ôi chà chà, thêm lên chút đam nữa. Con này nhiều đam quá thì chỉ để sử dụng cho mục tiêu là đi bắt những cái con bự bự thôi, đặc biệt nhất là con Gigan á. Bây giờ mình sẽ thử test lại một lần nữa nha, với con Finn đây thôi, cắn thường một cái nè, lên được 1.500 máu rồi ha, và xem con nó tăng lên được bao nhiêu turbo nha. 3.000 mấy, 4.000 không, 4.000 mấy luôn, 4.200, 4.700, ồ 4.700 turbo, chà ngon, được ha. Rồi sau này sẽ sử dụng cho mục tiêu phải luyện cấp cho nó nữa, luyện cấp cho nó thêm, phun một phát về 3.000 mấy máu rồi hả, trời ơi xuyên xịn luôn các bạn, gắn này dữ ha. Lia hết cái bài đây đó cũng lên được thêm một mớ level nữa đó, mình sẽ xử nó luôn. Đây bài phía này hả, đi vô phía đây đó, một phát, hai phát, ba phát, phải vì cái chiêu phun đậu này mà cũng tăng turbo nữa thì ngon ha, đứng từ xa mình phun với con Gigan luôn là đẹp. Mà cái chiêu này thì nó không có phun tăng turbo, cái chiêu phun mà nó tăng turbo nó thì nó quá là OP rồi. Đứng ở chỗ hiểm hóc á, như cái vách núi này nè, đó đứng ở trên này phun xuống phía bên dưới, con Gigan đứng phía bên dưới là coi như là xong liền. À, nhưng mà nó không cho rồi ha, bên đây thì có con cừu ha, thẳng mình sẽ xử con cừu luôn để lấy thịt luôn nha. Hôm bữa mình có gấp con cừu về nhà để mình nuôi mà nó đi đâu mất tiêu rồi, con này thì quyết định là lấy thịt luôn đi. Ôi được một mớ thịt. Để dành luôn ha, thịt thì chắc là sẽ lấy trong người của mình đi, quá trời thịt luôn. Còn đồ linh tinh này thì mình không cần cho nên là mình sẽ dục bỏ đi, có cái này lấy nè, cái này thì lấy ra luôn, còn cái này thì dục bỏ. Cái con kiến nè, con mũi con kiến gì nó bay nó cắn mình, rồi né nó ra luôn. Đó như vậy là mình đã có được một chiêu chiến binh nữa là các bạn, con này thì cộng thêm máu lên nữa đi, mình sẽ cho nó vô trong cái cầu này luôn để đem nó về. Đây, trong thời gian giữa hai tập các bạn, có thể là mình sẽ đi nó vòng vòng các bạn, sử dụng em này để đi luyện cấp tìm mấy con alpha đó, tìm mấy con alpha trong cái map lần này của mình để mình luyện cấp cho nó. Cái gì nó luyện cấp bằng con alpha rất là nhanh luôn ha, đánh một phát lên được mười mấy level luôn, rất là đã luôn. Nâng cấp cho nó, mình sẽ tăng cho nó thêm cái sức mạnh, chắc là mình thấy nó cũng ổn mình ha, mình sẽ nâng cho nó thêm phần máu lên để cho nó có khả năng chống cự tốt hơn trong lúc mà mình gây turbo cho cái con Giga là đẹp luôn. Đó để nó đây thôi, à, để đại đây đi. Còn con rắn này thì chắc là cho nó ra bên ngoài luôn đi ha, dục ra phía bên ngoài luôn. Ồ đó, lùi lùi một chút đó, ok chưa. Em heo thì đem qua phía bên đây để cho nó hồi máu. Rồi như vậy là trong tập ngày hôm nay các bạn, thì mình cũng đã có được cho mình một cái em siêu chiến binh gắn để sau này mình sẽ đi tem hú bằng nó ha. Mình sẽ đi bắt cái con Gigan đây, đó đi bắt con Gigan. Lúc đầu thì mình tính là mình sẽ sử dụng con bọn ngựa đó bạn, nhưng mà chắc là sẽ sử dụng con rắn này đi ha, để đi bắt con Gigan cho nó mới lạ cho những cái tập sau này của mình. Còn bây giờ thì do thời lượng video của tập ngày hôm nay cũng đã khá là dài rồi các bạn, cho nên là mình cũng sẽ tạm dừng cái video này tại đây thôi. Nếu bạn cảm thấy thích những cái video của mình thì hãy ủng hộ mình bằng cách để lại cho mình một like và một đăng ký kênh để mình có động lực làm thêm những cái video tiếp theo cho các bạn cùng xem nữa nha. Còn bây giờ thì bye bye.